Rồi khi mà các bạn mở cái NetBeans như vậy, chúng ta sẽ tạo cái project để cho các bạn làm cho nó dễ, new project. Và ở đây chúng ta có rất nhiều thứ, kể cả PHP, kể cả C, các bạn lập trình ở đây luôn đó. Cho nên là hôm trước có bạn hỏi là Eclipse thì sao, NetBeans sao. Thực ra NetBeans nó tích hợp nhiều và nó trực quan, chúng ta mới học thì chúng ta học nó dễ. Còn nếu mà Eclipse bạn nào cài rồi đó thì các bạn mở lên nó đơn giản lắm mà nó nhẹ. Như vậy lập trình chuyên nghiệp thì người ta dùng Eclipse nó đơn giản hơn và nó nhẹ máy hơn. Còn nếu mà chúng ta cài cái này gần như nó cài rất là nhiều thứ. Và các bạn chọn ở đây, đặt chỗ mà lưu á là tùy các bạn. Các bạn có thể lưu ở ổ D để cho khi mà mình cài máy lại nó khỏi mất. Còn thầy lưu tạm ở đây. Và các bạn làm luôn cái này cho thầy, là mình làm số thứ tự. Giả sử số của thầy là 00, bởi vì thầy không có số, nhấn xuống mã số sinh viên, mã số sinh viên của các bạn. Rồi họ tên, họ tên của các bạn vô đây. Và thêm một cái nữa, lab 1. Nhớ nha, mình làm để tí nữa mình nộp bài cái lab 1 luôn. Lab 1 của mình trong cái yêu cầu là giáo viên đã đưa ở đây phần bài 1, bài 2 cho đến bài 4 và bài 5 là giáo viên cho thêm. Bài 5 là giáo viên cho thêm. Như vậy bài 5 là bài 5 thầy cho thêm. Thực ra cũng chẳng cho thêm đâu, cái này hôm trước chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chỉ ghép vô đây để cho nó ra cái lớp 1 thôi, chứ không có thêm cái gì cả. Rồi bắt đầu chúng ta làm bài đầu tiên. Chúng ta đã chạy được NetBeans rồi, chúng ta đã tạo được dự án rồi. Dự án tức là chúng ta tạo cái project lớp 1. Finish. Rồi ở đây, khi các bạn tạo được cái project, chú ý lên bảng, chú ý lên bảng đây. Khi các bạn tạo project xong thì nó sẽ có một cái package nè. Cái mà chúng ta nói lúc nãy là chúng ta đóng gói đấy, package. Và cái này nó có cùng tên với cái project của chúng ta. Và nó là để như thế. Và trong này chúng ta sẽ có một cái hàm, một cái class nó là để là main. Và nó sẽ có cái hàm main ở đây. Và những gì các bạn viết thì người ta sẽ giới thiệu là ở đây là cái code mà các bạn sẽ phải viết cho cái ứng dụng này, application. Còn nếu như bạn viết ra ngoài này, nó dịch từ trên xuống đến đây sau hàm main, nó bỏ. Khi các bạn chọn run để các bạn chạy thì nó dịch từ trên này xuống đến đây, public static void main, rồi xuống đến đây không có gì nữa, bỏ. Giả sử thầy dùng một cái đoạn để thầy xuất ra một cái câu, nó sẽ báo lỗi ngay đó, nó không hiểu được cái lệnh luôn. Còn nếu mà thầy gõ bên trong thì nó hiểu. Thấy chưa? Nó hiểu lệnh. Còn nếu mình gõ bên ngoài nó không hiểu. Nhưng thực chất nếu mà mình mang cái lệnh này xuống dưới, báo lỗi. Bởi vì nó kêu là hết rồi, không có xài đến đây. Nhưng ở phía sau này chúng ta có viết lệnh được hay không? Được. Nếu như chúng ta viết ở đây là function, là một cái hàm, một cái hàm. Và phía bên trên chúng ta sẽ gọi xuống cái hàm này, ví dụ như hàm tính tổng, hàm tính diện tích, hàm tính lập phương, vân vân, thì chúng ta viết riêng ra. Hoặc là hàm căn bậc hai, ví dụ như chúng ta không muốn xài của người ta mà chúng ta muốn viết lại, ví dụ thế, thì chúng ta sẽ viết ở phía dưới này rồi chúng ta gọi lên trên thì được. Còn nếu mà chúng ta viết độc lập nó những dòng lệnh là không được. Rồi giả sử mình làm cái dòng đầu tiên, system
system chấm out chấm print print ví dụ như chào các bạn đến với Java chạy run nhé. Đây kết quả của mình đây. Rồi trong cái bài lab của mình có là câu 1, giả sử bạn viết xong, qua câu 2 bạn không muốn để cho nó chung ở đây. Nếu như mà để chung thì khi mà chúng ta chạy có thể chúng ta sẽ khó quản lý nó. Bây giờ chúng ta học cách tạo thêm cái lát mới. Còn tạo để làm gì? Thì làm đơn giản thôi. Mình chọn new lát. Mình chọn ở đây là câu 2. Câu 1, câu 2 mình tạo riêng hết cũng được luôn. Rồi trong cái câu 2 này mình có chạy được hay không? Giả sử mình dùng cái lệnh lúc nãy. Câu 2. Tại sao nó báo lỗi? Tại vì nếu như bạn tạo một cái lát mới á thì thường là trong một cái bế kịch người ta chỉ có một cái lát chính thôi. Còn những cái lát mới này không cần hàm main. Không cần. Bởi vì mình làm một cái công việc gì đó thôi, rồi mình mang về cái lát chính này mình chạy. Cho nên cái lát phụ này nó không có hàm main. Bây giờ mình muốn nó có được không? Được. Mình tạo thêm ra, tạo thêm hàm main ra. Lúc này mình mới chạy được trên cái lát câu 2 nhé. Còn nếu bạn không tạo, bạn không chạy được. Rồi mình tạo bằng cách là các bạn gõ giống y chang bên này. Public static void main giống y chang, copy qua cũng được, còn không mình gõ ở đây cũng được. Mà thực chất mình chỉ cần gõ đến đó thôi là đủ, không cần gõ nữa. Sau đó bạn nhấn phím control cộng với cái phím spacebar, cái phím dài á, là nó tự gợi nhớ cho mình, nó tự recommend cho mình. Và mình chọn ở đây hàm main là tự động nó điền vào. Và lúc này mình sẽ gõ cái lệnh là system out. Rồi câu 2. Như vậy tất cả những nội dung các bạn viết câu 2 bạn viết ở đây. Được chưa nào? Nhưng khi các bạn bấm chạy, nó chỉ chạy chào các bạn đến với Java, còn câu 2 nó không chạy. Làm sao mình biết câu 2 nó chạy? Đúng hay không? Mình chọn lên cái câu 2, mình click chuột phải, mình chọn run file hoặc là shift F6 câu 2, hoặc click chuột phải ở đây mình chọn gì đây, run file câu 2. Như vậy cứ các bạn làm hết câu 2 rồi đến câu 3 rồi đến câu 4 rồi đến câu 5, các bạn làm ra đây để cho mình dễ quản lý. Câu 3 mình làm này là mình lạm dụng class thôi, bởi vì mỗi câu như vậy không nhất thiết mình phải làm một class riêng. Nhưng mà tại vì mình mới học, mình làm cho nó rõ ràng, mình dễ quản lý ha. Cái này mình nếu mà chỉ có một chút xíu vậy mà mình tạo một class là nó hơi vô lý đấy. Nhưng mà mình làm là làm để mình dễ quản lý thôi. Rồi sau này mình sẽ sử dụng nó hiệu quả hơn. System out ví dụ câu 3. Rồi mình lấy chuột phải, mình run file thì nó ra câu 3. Như vậy tương tự mình làm câu 4, câu 5, câu 6, câu 7. Và cuối cùng sau khi mà các bạn làm xong thì trong cái thư mục mà lúc nãy các bạn thấy nó báo là NetBeans Retreat, đây cái mà các bạn đang có là thư mục 00 TQ Bình Lab 1. Và các bạn sẽ đọc bài nguyên cái thư mục này lên cho thầy. Lab 1, lab 2 cho đến lab 8.
các bạn đều tạo một cái thư mục riêng để up tất cả những gì các bạn làm. Nó nằm ở đây, sột nè, package nè, main, câu 2, câu 3, thấy không? Mình viết cái gì nó có ở đây hết nè. System out, chào các bạn. System out, câu 3. System out, câu 2. Đó là code của các bạn viết nó nằm ở đây. Được chưa? Rồi, bắt đầu quay trở lại, mình viết cái bài đầu tiên. Mình viết cái bài câu 1. Rồi mình tạo new một cái câu 1 đi ha, để mình viết câu 1 vô đây. Rồi câu 1. Câu 1 này người ta yêu cầu cái gì? Yêu cầu cái gì? Yêu cầu là tạo một dự án, rồi tạo một lớp chứa phương thức là main, có luôn rồi, và tạo một cái class là lab 1, bài 1. Mình tạo cái class của mình là bài 1 không à, mình không có lab 1, thôi kệ. Viết code cho hàm main sử dụng scanner. Thầy copy nguyên đoạn code này qua để chúng ta xem nhé. Bây giờ mình copy từng dòng đi để mình dễ quản lý nó. Copy qua xong nó báo lỗi, báo cái gì đây? Như vậy trong đoạn code này có biến không, có kiểu dữ liệu không, có giá trị không? Có biến là đây, scanner viết chữ thường. Kiểu dữ liệu đâu? À, scanner viết chữ hoa. Và kiểu dữ liệu này không phải là in, không phải là pie, không phải là plot, mà là kiểu dữ liệu này là một cái class khác. Được chưa? Tiếp cận được khái niệm chưa? Thì thay vì C, mình có kiểu dữ liệu là in, pie, hoặc là plot, hoặc là string gì đó. Thì trong Java chỗ này, mình có kiểu dữ liệu là một cái class. Giống như lúc nãy mình nói là gì? Hình chữ nhật. Mình khai báo cái class hình chữ nhật rồi, rồi qua cái class là hình hộp, thì mình lấy lại kiểu dữ liệu của nó là như vậy. Đó, đó là kiểu dữ liệu class. New tức là khởi tạo giá trị cho nó. Và cấu trúc này chúng ta nhớ để sử dụng. Nhớ để sử dụng. Còn hiểu rõ thì từ từ hiểu. Còn bản thân, nếu như mình muốn nhập dữ liệu từ bàn phím thì mình sẽ dùng đến class là scanner. Đơn giản mình nhớ là vậy. Ví dụ người ta yêu cầu là nhập số A, kiểm tra A dương hay âm, thì có phải là nhập từ bàn phím không? Có. Nếu có nhập từ bàn phím thì dùng đến cái câu lệnh này, scanner. Còn cái chỗ chữ này nè, thay vì bạn lặp lại chữ scanner, bạn ghi chữ nhập liệu được luôn, bởi vì cái này nó là tên biến thôi. Hoặc là bạn nhập vô đây là gì? Ánh hồng cũng được luôn, bởi vì nó là tên biến, nó không có liên quan gì hết trơn á. Muốn đặt cái gì cũng được, miễn sau này mình nhớ mà mình xài nó thôi. Tại vì người ta đặt scanner để cho nó dễ nhớ, khỏi cần phải suy nghĩ. Được chưa? Kịp chỗ này không? Rồi. Nhưng mà chỗ này nó báo lỗi rồi, làm sao? Báo lỗi gì? Đây lỗi nè. Mình đưa chuột vô thì nó sẽ báo là không tìm thấy cái symbol là scanner. Ngộ vậy, sao không tìm thấy cái này?
Tại vì mình xài mà mình không báo cho nó biết lấy ở đâu. Bản thân bây giờ cái NetBeans này nè, nó không thấy được là cái scanner này nằm ở đâu. Vậy nó nằm ở đâu đây? Mình nhớ hoặc là mình nhờ nó giúp. Chú ý sau này mình bị lỗi, mình cũng chú ý luôn cái cách xử lý. Và mình đưa chuột vô đây thì mình thấy nó bảo là nhấn Antenat Enter để show cái hướng dẫn ra, show cái trợ giúp hit. Giống như bạn chơi game á, bạn bí rồi đúng không? Nhấn vô cái hit cái nó nháy chỗ đó, đi chỗ đó đi. Đúng nào? Đó là một cái gợi ý. Và bây giờ mình cứ đặt ở đây, mình nhấn Antenat Enter. Thấy nó gợi ý chưa? Gợi ý rất nhiều thứ. Mình chọn cái đầu tiên là thêm cái Java. Cái này là Utility rồi scanner, tức là cái lớp này nè. Lúc nãy chúng ta chưa thêm vào. Tại vì mình xài cái lớp scanner mà mình không khai báo cho cái package này nó biết, cho nên nó không biết đường ở đâu ra. Thì cái Java nó đã gợi ý cho mình và mình đã thêm vào thì nó hết báo lỗi. Rồi cái này mình dùng để làm gì? System out print họ tên. Cái này lúc nãy mình có làm chưa? System out họ tên này mình làm chưa? Làm rồi. Là ở đây là chào các bạn đến với Java nè, system out print. Như vậy mình đã xong cái phần system out print. Như vậy khi chạy đến đây, Java sẽ xuất hiện cái gì cho mình? Khi mình chạy như thế, đây nó xuất hiện họ và tên, hết. Chương trình của mình đến đây thôi mà. Bây giờ mình muốn là muốn cái gì? Nhập cái tên từ bàn phím, chứ không phải là chỉ hiển thị câu này. Ý là mình đang hỏi họ tên của bạn là gì á, nhập từ bàn phím. Vậy thì hôm trước thầy có nói các bạn là không phụ thuộc vào ngôn ngữ mà phụ thuộc vào cái thuật toán của mình. Đến lúc này mình muốn cái gì? Mình muốn nhập đúng không? Vậy thì nếu như không biết, mình có thể search nhập liệu bằng server hoặc là lấy dữ liệu từ bàn phím. Như vậy cái mà chúng ta đang cần là cái này. Họ tên. Chúng ta có thể tách cái này ra làm đôi. Ví dụ họ tên. Cái này mình kịp để hiểu không? String họ tên là mình đang làm gì? Khai báo một cái biến họ tên kiểu string. Mục đích là làm dùng cái chuỗi để rồi ok. Ví dụ bên C mà mình muốn lấy họ tên thì mình làm gì? Mình muốn nhập từ bàn phím một cái họ tên vào thì mình làm gì? Get đúng không? Hoặc là cin đúng không? Rồi, như vậy ở trong Java thì mình sẽ dùng là họ tên. Bằng scan là cái mà mình khai báo hồi nãy ở đây nè. Scan chấm. À, chấm này đâu ra? Chấm này đâu ra? Đây. Khi mà mình khai báo một cái miếng là hình chữ nhật, nó có một cái class là hình chữ nhật, trong đó nó có cái miếng là chiều dài, miếng là chiều rộng. Thì khi mình chấm một cái đó là nó xuất hiện cái chiều dài chiều rộng của mình ở đây đó. Ví dụ chỗ này. Đó, cái này là người ta biết toàn hàm, hàm không thôi. Cái này giả sử ở đây là cái hàm mình biết là nhập dài, nhập rộng hoặc là tính diện tích. Thì giả sử với một cái biến bất kỳ mình khai báo là hình chữ nhật rồi hình một. Đó, ví dụ mình khai báo như thế. Đúng không?
Rồi xuống này mình dùng là hình một chấm. Khi mình chấm một cái là nó sổ nguyên cái dãy này ra. Cái mà nó sổ ra lúc nãy là các bạn thấy là những cái biến và những cái hàm mà người ta viết cho cái class này. Như vậy thì trong cái class scanner người ta đã viết rất nhiều rồi. Bây giờ mình xài, mình xài cái gì? Ví dụ mình muốn lấy chuỗi thì mình có thể là net line. Đó, mình dùng cái hàm net line mà người ta đã viết sẵn rồi để mình lấy chuỗi dữ liệu từ bàn phím. Như vậy sau khi nó chạy cái hàm này xong, mình gõ cái gì đấy thì nó lấy giá trị, nó gán cho họ tên. Nhưng mà viết như vậy nó dài đúng không? Thì thay vì người ta viết như vậy thì người ta gom cái này luôn, khai báo cái này trực tiếp vô đây luôn, gọn hơn. Hiểu chỗ này chưa? Rồi, như vậy đến đây mình đã có được họ tên. Nhưng mà nếu như vậy mình chạy xong nói là chào là không đúng rồi, mình chọn ring file. Họ tên mình gõ vô đây là Bình đi, enter hết. Ủa vậy sao mình biết nó nhập được hay không? Mình phải xuất ra, đúng không? Mình phải xuất ra. Rồi, nếu như các bạn muốn xuất thì các bạn dùng lệnh gì để xuất? System out print, đúng rồi, mình học rất nhanh. Mình cứ dùng system out print để mình xuất. SOUT control cách ra là nó cho mình cái câu gợi ý luôn, mình khỏi cần phải gõ. System out print gõ cái gì? Thay vì lúc nãy mình gõ trong dấu nháy kép là chào mừng các bạn đến với Java, bây giờ thầy gõ vô đây là họ tên. Mình xuất họ tên ra. Chạy lại. Còn xuất ra mà nó kèm cái gì nữa là tí nữa tính sao. Bình, ok, đây cái mà nó xuất lại cho mình. Bây giờ mình xuất thêm một câu nữa là xin chào. Ví dụ như vậy. Xin chào Bình. Báo lỗi. Đây chỗ này thêm chữ F vô. Nếu vậy đó thì nó chưa có xuất hiện đâu nhé. Chưa xuất hiện đâu mà mình phải làm gì? Đúng rồi, nhớ giống si phần trăm F hay là phần trăm gì? Add string. Đến đây kịp không? Xin chào. Được chưa? Rồi, bây giờ mình nhập điểm vô nữa. Mình mới nhập tên thôi. Nhập điểm. Bây giờ mình muốn nhập điểm thì mình phải ra một cái thông báo cho người ta biết là chuẩn bị nhập điểm chứ. Bây giờ mình thông báo bằng cách nào? Bây giờ mình mở bằng cách nào? Mình sẽ là system out gì đấy? Nhập điểm. Ví dụ như thế. Rồi xuống dưới mình sẽ khai báo điểm kiểu gì? Lot cũng được, double cũng được. Lot điểm bằng scanner chấm net gì đây? Net lot. Net lot, net lot. Mình đã lấy điểm vô điểm.
Bây giờ mình sẽ thông báo xin chào bạn gì đây, phải điểm của bạn là bao nhiêu đó, thì chỗ này mình có thể phần trăm F và mình đưa vô đây là điểm. Vậy khi mình chạy lên xem nó thế nào. Bình nhập điểm 7. Xin chào bạn Bình, điểm của bạn là 7 điểm. Được không? Bác. Ok chưa? Đấy, như vậy thì chúng ta đã viết xong cái đoạn của bài 1. Vậy đoạn code này thầy cần các bạn hiểu cái gì? Muốn nhập dữ liệu làm sao? Muốn xuất dữ liệu làm sao? Và viết nó viết ở đâu? Viết trong cái hàm main. Được chưa? Rồi, khi mình nhập liệu, nếu như mình dùng cái là scanner mà nó báo lỗi, nó kêu là tôi không hiểu scanner, thì mình làm gì? Internet control để cho nó gợi ý cho mình xem thử mình làm cái gì. Và việc mình làm là mình add thêm cái class này vào. Mình báo cho nó biết là tí nữa tôi sẽ xài đó. Thì sau cái chữ bế kịp là các bạn import vô. Thì sau này các bạn có thể là import rất nhiều thứ chứ không phải là cái này không. Ví dụ sau này mình dùng một số cái hàm mà liên quan đến tính toán thì mình sẽ import cái class là math để cho nó đưa tất cả những cái hàm tính toán vô cho mình, mình xài. Tương tự như vậy các bạn làm cho thầy bài 2, bài 3. Bài 2 thì cũng dễ thôi. Chúng ta tính nhập vào chiều dài, chiều rộng, rồi tính chu vi, tính diện tích, rồi tính nhỏ nhất. Mình muốn nhập dài. Bây giờ giả sử mình không có nhập số lẻ đi, mình nhập số chẵn thôi. Thì mình khai báo kiểu in cho nó đơn giản. Mình khai báo in dài để đây, in rộng để đây. Xuống hàng mình ra một cái thông báo là bạn nhập vào chiều dài. Lúc này mình dùng lệnh gì? System out. Đúng rồi, quá giỏi. Rồi xuống dưới mình muốn lấy giá trị để bỏ vào cái biến dài, thì lúc này mình dài bằng scanner chấm net in. Net in luôn là nó lấy giá trị in về cho mình. Nếu nó báo lỗi là scanner không có thì khai báo scanner bằng trong này đây. Đây. Scanner bằng new scanner system.in. Cấu trúc này mình học thuộc. Còn khi nào mình nhớ thì nhớ, khi nào mình hiểu thì hiểu, còn bản thân bây giờ mình học thuộc cái đã. Được chưa? Như vậy quay lại là mình đã giải quyết xong bài 2 chưa? Rồi đó. Rồi chu vi thì mình khai báo một cái biến chu vi kiểu in. Thì chu vi bằng chiều dài là chữ dài nhân là dấu sao rộng, hết rồi. Sau đó nếu cần thì mình xuất ra chiều dài là phần trăm gì đó, xong rồi phẩy dài, chiều rộng là phần trăm d phẩy rộng, chu vi là phần trăm d chu vi, hoặc là mình ghép ba cái đó lại thành một câu tùy mình. Được chưa? Như vậy mình giải quyết xong bài 2. Tương tự như vậy đối với bài 3. Bài 3 lập vương. Đó. Bài 4 viết chương trình nhập các hệ số của phương trình bậc 2, tính delta và xuất căn delta. Căn delta là dùng SQRT. Nếu như các bạn lấy map.sqrt này mà nó báo lỗi
thì lúc này mình sẽ suy nghĩ đến mình im bọt cái gì vào. Còn nếu không có lỗi thì thôi, mình sai được ha, mình thử mình test đi để coi thử nó làm sao. Rồi bây giờ đến bài 5 nè, bắt đầu sử dụng ít chút chút nè. Ít thì thực chất là trong cái này của mình hình như có rồi. Đây, lệnh if có luôn rồi. If trong Java thì nó cũng giống C thôi, không có cái gì đặc trưng cả. Nó cũng vậy, ngôn ngữ nào nó cũng giống 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 nhau thôi. Đây, nếu mở ngoặc thì giả sử là mình nhập cái biến A đúng không? Nếu A lớn hơn bằng 0 thì mở ngoặc nhọn, system out print số dương, đóng ngoặc nhọn. Còn thêm chữ L vô thì làm gì? L mở ngoặc nhọn, số âm, đóng ngoặc nhọn, hết chương trình. Được không? Đấy, như vậy mình làm thực ra là không có gì phức tạp đâu.